Xin chào tất cả các bạn. Trên tay Long đang làm một cái bộ xét nghiệm COVID Humacyte của Hàn Quốc ha. Đây là một trong những bộ xét nghiệm mà đã được Bộ Y tế cấp phép tại thị trường Việt Nam. Long mua bộ này tại thiết bị y tế vngang.vn ha. Thì nếu như các bạn nào muốn mua test COVID thì có thể liên hệ với website đó ha. Ngày hôm nay thì Long quay video này để làm gì? Để Long chia sẻ cho các bạn cách chúng ta có thể tự test COVID ha. Nội dung video ngày hôm nay thì sẽ có 4 phần chính. Phần thứ nhất thì Long sẽ chia sẻ các bạn cái cách làm như thế nào để chúng ta biết được là bộ xét nghiệm COVID nào đã được Bộ Y tế cấp phép tại thị trường Việt Nam. Thứ hai đó chính là Long sẽ mở hộp sản phẩm này cho các bạn biết là bên trong một cái hộp sản phẩm test COVID của Humacyte đó thì nó còn có những thành phần nào ha. Và cái thứ ba là Long sẽ tự test COVID cho chính mình cũng để chia sẻ các bạn cái cách để mà chúng ta có thể sử dụng cái bộ test nhanh này như thế nào. Và cuối cùng thì Long sẽ chia sẻ nơi mua bộ test nhanh COVID Humacyte uy tín ha. Do hiện nay trên Internet có rất là nhiều nơi bán bộ test nhanh COVID không rõ nguồn gốc và chưa được nhà nước và Bộ Y tế cấp phép mua bán hay là sử dụng trên thị trường Việt Nam. Cho nên thì bây giờ thì Long sẽ hướng dẫn các bạn hai cách để các bạn có thể xem coi là bộ xét nghiệm COVID nào đã được cấp phép tại thị trường Việt Nam ha. Thì cách thứ nhất thì các bạn có thể lên trên Google ha, các bạn có thể search là 8 bộ test COVID ha. Đó. À, các bạn cứ đánh cái từ khóa này, các bạn sẽ thấy có một bài viết của Vietnam Express ha, đưa thông tin về 8 loại kit test nhanh COVID đã được Bộ Y tế cấp phép này. Thì các bạn có thể click vào đây để xem ha. Thì bộ Humacyte này là cái bộ mà Long với giới thiệu các bạn thì nó có nằm ở đây ha. Đó, nằm trong 8 loại mà đã được Bộ Y tế cấp phép này. Rồi, nếu như mà cái này các bạn cảm thấy chưa đủ tin tưởng thì các bạn có thể truy cập vào đường dẫn là dmoc.moh.gov.vn ha. Đây chính là cái trang chính thức của Bộ Y tế Việt Nam của chúng ta ha. Và các bạn sẽ tìm đến chỗ cái phần là văn bản chỉ đạo điều hành ở đây ha. Đó, ở đây thì các bạn sẽ tìm một cái công văn, đó là công văn 5288 này. Đây công văn này ha. Đây này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là có một cái phần là trang thiết bị y tế sinh phẩm này, trường đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 này trong mẫu tỳ hầu ha. Thì ở đây các bạn thấy là có bộ test nhanh của Humacyte. Thì đó chính là hai cách để các bạn có thể xem coi là bộ test nhanh COVID nào đã được Bộ Y tế cấp phép tại trường Việt Nam. Các bạn có thể xem coi là cái bộ test nhanh mà các bạn đang sử dụng hoặc là muốn mua sử dụng nó có nằm trong các danh sách này không thì hãy mua sử dụng. Còn lại thì các bộ xét nghiệm khác thì các bạn nên cân nhắc trước khi mà mua và test COVID cho chính mình ha. Đây chính là hộp sản phẩm của bộ test nhanh COVID của Humacyte ha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem này. Đây là một mặt hông này. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là có rất là nhiều thông tin chia sẻ về các cái thành phần trong cái bộ test COVID này là cái gì. Thì các bạn thấy là chúng ta có 25 cái khay thử này, chúng ta có cái dung dịch thì cũng có 25 cái, rồi nắp đậy cũng 25 cái, rồi chúng ta cũng có tăm bông để mà lấy dịch đó các bạn, thì cũng có 25 cái luôn ha. Đó, đó là các cái thành phần bên trong của mỏ hộp này. Còn xung quanh đây thì một số thông tin khác thôi. Ở trên đây là mặt trước này các bạn. Đó, hai mặt trước thì nó sẽ như thế này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành khui hộp này luôn ha, để cho các bạn thấy là bên trong chúng ta sẽ có cái gì. À, mình giới thiệu này luôn các bạn nha. Thì ở đây là có một cái tem. Tem này là tem của Humacyte luôn. Để mà biết được là cái hộp này đã được khui hay chưa ha. Giống như cái hộp mình đang cầm này là chưa khui nha các bạn. Đó, mình tiến hành khui ha. Và các bạn sẽ thấy bên trong này. Đó, bên trong của chúng ta sẽ như thế này ha. Đó. Ở đây mình đang không biết trong này là cái gì ha. Cái này là một cái mình để bên đây đi, tí nữa mình sẽ xem sau ha. Rồi, các bạn thấy đây là chúng ta có những cái phần này là gọi là phần tăm bông ha. Đây là phần tăm bông này. Rồi đây chính là những cái khay ha các bạn. Đây là những cái khay này, khay thử này. Đó. Rồi ở đây là những cái phần nắp ha, phần nắp đậy ha. Thì mình sẽ đến cái phần hướng dẫn cách sử dụng thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn ha. Để mình thử cái đón này thì coi cái này là cái gì. À, cái này là cái dung dịch nha các bạn. Cái này là cái dung dịch để mà bạn có thể nhỏ vào cái phần khay này. Đó, đây là phần tăm bông để mà mình có thể lấy dịch trong tỳ hầu của mình. Rồi mình sẽ dùng cái dung dịch này ha, để mình nhỏ vào trong cái khay
cái khay này. Tí nữa thì hướng dẫn sử dụng mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn ha. Thực sự thì mình cũng không phải là mà nhân viên y tế gì cả ha, mình là một người dùng bình thường thôi. Cho nên nếu như mà mình có review gì đó sai thì mong tất cả các bạn thông cảm nha. Rồi ok, đó thì trong thành phần hộp nó sẽ có những cái thành phần này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng cái mẫu này như thế nào nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử test COVID bằng bộ test COVID của Humacid nha các bạn. Thì bây giờ trước tiên thì các bạn cần phải chuẩn bị nè. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy một cái phần tăm bông ha. Đây, à, đây một cái que để các bạn thử nè. Rồi chúng ta sẽ lấy một cái khay ha, một khay. Rồi à, chúng ta sẽ lấy thêm một cái phần nắp ha. Phần nắp trong này ha. Đây một phần nắp. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm một cái phần dung dịch ha, dung dịch tách chiết ở trong này. Thì mình cũng sẽ khui luôn. Ở trong này có tổng cộng là 25 khay nha các bạn. 25 lần các bạn có thể test trong một cái hộp như thế này ha. Thì ở đây mình sẽ lấy ra một bộ cho các bạn xem là chúng ta cần có những cái gì. Đây, đây là dung dịch tách chiết nha. Chúng ta cần một cái này nữa. Đó, như vậy bộ một bộ như vậy là chúng ta có bốn cái như thế này. Chúng ta có một cái nắp này để mình đậy vào đây nha. Rồi đây là cái phần để mà mình dùng để mình lấy mẫu trong tị hầu này. Và đây chính là cái khay ha, cái khay để mình kiểm tra xem là dương tính hay âm tính á. Rồi thì các bạn lưu ý này, trong cái phần mà tăm bông này á, thì có cái đầu này là cái đầu để mà các bạn để vào bên trong mũi để có thể lấy dịch này. Ở đây là cái phần để bạn cầm này, các bạn lưu ý là chúng ta không nên cầm ở cái phần này nha, chúng ta chỉ nên cầm phần này thôi để lấy mẫu dịch thôi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành dùng tăm bông này để mình lấy mẫu dịch của mình nha. Ở bên trong hộp này nha các bạn, thì chúng ta còn có thêm một quyển sách hướng dẫn sử dụng như thế này nè. Nếu như mà các bạn không biết cách sử dụng thì chúng ta có thể đọc ở đây ha. Thì ở trong này có chia sẻ về cái quy trình xét nghiệm này. Ở đây thì có hướng dẫn cách để mà thu mẫu và chữ mẫu này, ngoáy dịch tị hầu. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng tăm bông được cung cấp trong bộ xét nghiệm là cái tăm bông này nè các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào một bên mũi, đưa cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy là nó đến cái vị trí là chạm vào cái thành sau mũi thì chúng ta dừng lại và chúng ta sẽ ngoáy khoảng 5 lần hoặc là vài giây. Rồi sau đó thì từ từ chúng ta rút ra đó. Thì cái mẫu lấy này các bạn có thể xét nghiệm ngay hoặc là các bạn có thể để trong vòng 1 giờ trong cái nhiệt độ phòng hoặc là nhiệt độ từ 2 cho tới 8 độ C trong vòng 4 tiếng ha. Tuy nhiên thì khuyên các bạn là nên lấy dịch xong rồi thì chúng ta nên xét nghiệm ngay ha để có kết quả tốt nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lấy mẫu của mình luôn ha. Các bạn lưu ý thì chúng ta nên mở đúng cái phần chúng ta cầm và chúng ta lấy ra nha. Đây chính là cái que mẫu thử của mình nè. Đây ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa vào một bên mũi ha. Và bạn ngoáy khoảng 5 lần. Rồi ok. Như vậy là Long đã lấy xong cái mẫu của mình rồi ha. Hơi nhọt nhọt mũi tí thôi các bạn. Bây giờ thì Long sẽ tiến hành bước tiếp theo để chúng ta có thể lấy được mẫu xét nghiệm này nha. Sau khi mà các bạn đã lấy được mẫu dịch tị hầu xong rồi á, thì các bạn sẽ sử dụng dung dịch tách chiết này. Và sau đó thì chúng ta mở cái này ra ha. Đây nó có một cái phần mở ở đây. Rồi sau đó thì các bạn đưa phần lấy mẫu trong tị hầu của mình vào đây và các bạn xoay ha. Xoay khoảng 10 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và sau đó thì các bạn bóp ha, bóp cái phần này. Bóp để mà chắc chắn rằng là cái mẫu dịch nó đã nằm trong cái phần ống này rồi ha. Đó, rồi sau đó các bạn kéo ra. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong phần này ha. Rồi sau đó thì các bạn sử dụng cái phần nắp. Cái phần nắp đậy này nè. Đấy, phần nắp đậy mà hồi nãy mình có giới thiệu các bạn đó. Các bạn đậy lại ha. Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái mẫu để các bạn nhỏ vào khay để mà chúng ta có thể xét nghiệm ha. Đây chính là khay xét nghiệm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng mẫu dung dịch này nè. Chúng ta sẽ nhỏ vào đây ha. Nhỏ vào đây 3 lần. Rồi sau đó thì chúng ta đợi 15 phút để chúng ta xem kết quả nha. Đây, nhỏ vào đây 3 lần. 1 giọt, 2 giọt. Nó thấm cũng khá là nhanh ha các bạn. 3 giọt ha. Rồi chúng ta sẽ đợi 15 phút ha. Thì các bạn nhìn thấy đây nè. Cái đây. Để cho mình sẽ dơ cao lên cho các bạn xem nha. Đó thì cái phần dung dịch nó bắt đầu hiển thị màu lên rồi nè.
Ngoài theo. À, với kết quả thì nếu như á, mà nó hiện một cái vạch hình chữ C ha, một cái vạch đỏ ở hình chữ C thì bạn âm tính. Còn nếu như mà nó hiện hình chữ C và một cái vạch hình chữ T thì mình dương tính. Còn nếu như mà nó chỉ hiện ra ở vạch chữ T thôi á, mà không hiện ra vạch ở chữ C á, là cái mẫu xét nghiệm của bạn là nó không đạt chuẩn nha các bạn. Đó, ví dụ như ở đây của Long thì các bạn thấy nó hiện sang một cái vạch màu đỏ ở hình chữ C đúng không? Đó, như vậy có nghĩa là Long đang có kết quả là âm tính với SARS-CoV ha. Như vậy thì Long vừa mới test nhanh Covid cho mình xong bằng bộ xét nghiệm của Humacyte nha các bạn. Đây là bộ xét nghiệm của Hàn Quốc, và nếu như mà các bạn quan tâm tới mẫu tự xét nghiệm Covid này thì các bạn có thể liên hệ với website là thiết bị y tế viengang.vn để các bạn có thể mua những cái bộ xét nghiệm này. À, đây chính là một cái nơi uy tín tin cậy để các bạn có thể mua mẫu test này ha. Đó. Sau 15 phút thì Long cũng đã có một cái kết quả, đó chính là mình âm tính với lại SARS-CoV ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay, và nếu như mà các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình, và đừng quên đăng ký kênh để có thể xem tiếp những video khác ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video kế tiếp ạ. Bye bye. Thank you.